Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, câu chuyện về việc bóng đá Việt Nam chơi nổi bật ở hai giải đấu là ASEAN và U23 châu Á đã làm bùng nổ thông tin về việc nhiều câu lạc bộ nước ngoài theo dõi chặt chẽ và săn đón cầu thủ Việt Nam chơi tốt để đặt vấn đề về chuyển nhượng. Và không phải là ngẫu nhiên mà cái tên Nguyễn Quang Hải đang được bàn luận rất nhiều Nhất là khi đội Nội FC nhận được những lời đề nghị chuyển nhượng dành cho cầu bé vàng của bóng đá Việt Nam từ những câu lạc bộ như Thái Lan, tại Qatar, Nhật Bản hay lên, mới nhất là từ cả Nam Mỹ xa xôi là Argentina. Đó là vinh dự và cũng là bất ngờ khi tên tuổi của Quang Hải và bóng đá Việt Nam được truyền thông thế giới nhắc đến nhiều như vậy. Điều này khiến ông bầu Đỗ Quang Hiển, chủ tịch ngân hàng SHB cha đẻ của đội Hà Nội FC, người đã dày công đầu tư đội bóng này từ một đội hạng 3 từ năm 2005, 3 năm thăng 3 cấp, 4 lần vô địch V-League và luôn chú trọng đào tạo trẻ rất chất lượng, trở nên rất vui. Gương mặt của ông ánh lên nét tự hào và rạng rỡ khi nhiều cầu thủ của đội Hà Nội, nhất là Quang Hải lại được chú ý, quan tâm dữ dội đến như vậy trong cuộc đón tiếp đại diện câu lạc bộ man city nhân sự kiện hai chiếc cúp danh giá mà câu lạc bộ nửa xanh thành manchester giành được ở mùa rồi là cúp vô địch giải ngoại hạng và cúp liên hoàn anh bầu hiển luôn tỏ ra phấn khởi và cho biết làm bóng đá chuyên nghiệp không gì hạnh phúc bằng việc những cầu thủ do mình tự đào tạo không chỉ thành danh không chỉ đứng vững bằng đôi chân của mình để có thể sống được với nghề mà còn được vươn ra tầm thế giới không chỉ Quang Hải mà một số cầu thủ tài năng khác của Hà Nội FC đang khoác áo U23 Olympic và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được tạo cơ hội. Tôi luôn mong muốn có ngày cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở giải ngoại hạng Anh nói chung và tại Man City nói riêng. Đó là niềm tự hào khẳng định sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bầu Hiển cũng đánh giá việc Quang Hải sang Man City là khả thi, vấn đề chỉ là thời gian. Ông nói rằng, chúng tôi đã hợp tác tốt vì SHB chính là đối tác tài chính duy nhất ở Đông Dương của Man City. Bản thân câu lạc bộ vô địch nước Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi như sự kiện hai chiếc cúp đến Việt Nam đâu phải chỉ là cuộc giới thiệu bình thường chỉ để chiêm ngưỡng mà mục đích chính là muốn khơi dậy lan tỏa niềm tin chiến thắng từ Man City cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mà họ đã thấy được những tiềm năng của chúng ta và cổ vũ của chúng ta hướng đến những chiến thắng và vinh quang to lớn hơn. Vì vậy, trong quá trình trao đổi, chỉ cần chúng tôi đặt vấn đề là họ sẽ tập trung theo dõi kiểm tra và tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam sang Anh. Tất nhiên, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải cân nhắc vì Quang Hải mới 21 tuổi, vẫn còn rất cần thiết trong quá trình phát triển tốt hơn của đội bóng trong khoảng từ 2 đến 3 năm nữa. Sau đó, nếu Man City bật đèn xanh thì sẽ cho tiến hành kiểm tra y học và các điều kiện khác để Quang Hải cũng như các cầu thủ khác mà họ chấm, nếu Quang Hải và các ngôi sao của Hà Nội đạt được các chỉ số cần thiết thì không gì chúng tôi không tạo cơ hội cho các cầu thủ sang Anh. Khi đó, bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ viên đá ban đầu này để tiếp cận với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đưa các tài năng xuất sắc của mình ra nước ngoài thi đấu một cách ổn định và dài hơi. Liên quan đến chuyện mời câu lạc bộ Man City sang Việt Nam thi đấu, bầu Hiển nhấn mạnh, 3 năm về trước, Man xanh đã sang thi đấu tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Trong từ 1 đến 2 năm tới, khi tiếp tục vô địch, Man City thực sự khẳng định họ sẽ là một thế lực bóng đá của bóng đá Anh khi ấy. Sự trở lại của nhà vô địch này với người hâm mộ bóng đá ở thủ đô sẽ rất giá trị. Chúng tôi rất mong muốn sẽ là cầu nối cho sự kiện đó, đáp ứng sự kỳ vọng của những người yêu bóng đá. Bầu Hiển cũng cho biết, ông cũng đã đặt vấn đề mời câu lạc bộ Man City sang Việt Nam thi đấu giao hữu hai lần dự định trong các năm 2019 hoặc 2020. Tuy nhiên, phía nhà và đương kim vô địch nước Anh cũng cần hoàn thành một số điều kiện. Dĩ nhiên, ngoài chuyện tài chính còn là các điều kiện đảm bảo khác cho một câu lạc bộ hùng mạnh đến Việt Nam. Nhưng có lẽ điều họ mong mỏi và bản thân người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ rất sướng nếu Man City lại một lần nữa lên ngôi ở mùa này thì chuyện đến Việt Nam sẽ càng có nhiều ý nghĩa hơn. Về phía Quang Hải, tại giải U23 châu Á tại Thường Châu Trung Quốc, Quang Hải chính là cầu thủ chơi hay nhất khi ghi đến 5 bàn thắng, trong đó có một cú xuất phạt tuyệt đẹp cầu vòng trong tuyết vào lưới Uzbekistan ở trận chung kết. Những bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, Australia, Qatar của Quang Hải cũng góp phần làm nên chiến tích lịch sử của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau giải đấu ở Thường Châu, Quang Hải tiếp tục là điểm sáng tại ASEAN 2018. Cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Olympic Việt Nam tại ASEAN 2018. Đó là bàn mở tỷ số vào lưới Pakistan. Đến trận đấu với Nhật Bản, chính Quang Hải là người ghi bàn duy nhất giúp Olympic Việt Nam giành ngôi đầu bảng D. Dấu ấn của Quang Hải ngày càng rõ nét hơn khi anh có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau. Ở giai đoạn vòng bảng, Quang Hải đã gặp tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường, Hùng Dũng và đã chơi đầy nổi bật trong vai trò nhạc trưởng ở giữa sân. Ở trận gặp Ba Danh, Quang Hải được đôn lên đá tiền đạo cánh phải và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương. Rõ ràng, sự cơ động và khả năng thích ứng mọi sơ đồ chiến thuật của Quang Hải là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần ở trước cuộc đối đầu với các đội bóng khác. Mọi thứ đều đang ở trước mắt, hy vọng rằng với tài năng của Quang Hải cùng mối quan hệ của Bồ Hiển và câu lạc bộ Man City, quang hải sẽ trở thành cầu thủ việt nam đầu tiên thi đấu tại giải ngoại hạng anh bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo Konnichiwa.